đại bồ tát này do nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn kỹ càng tinh tấn tu học cho đến chỉ một ngày phước đức đạt được cũng vô lượng vô biên như người tham dục lại nhiều tìm tòi hẹn hò cùng cô gái đẹp khác cô gái ấy bị trở ngại không đến chỗ hẹn được thì người này dục tâm bùng cháy tuôn chảy thiện hiện ý ông nghĩ sao dục tâm của người ấy hướng về chỗ nào Bạch Thế Tôn dục tâm của người ấy hướng về người nữ, người ấy nghĩ làm thế nào để cô gái đến đây gặp ta vui chơi khoái lạc, thiện hiện ý ông nghĩ sao người ấy ngày đêm xanh niệm dục mấy lần. Bạch Thế Tôn, người ấy ngày đêm luôn nghĩ đến dục rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện. Đại Bồ Tát nào nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, suy từ chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tu học cho đến một ngày vượt khỏi kiếp số trôi lăn trong vòng sanh tử. Cùng người tham dục trải qua một ngày đêm phát khởi nghĩ dục, số lượng ngang nhau Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này tùy sự nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, suy từ chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tù học, tùy theo đó có thể giải thoát được bao nhiêu tội lỗi làm chướng ngại đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì vậy Đại Bồ Tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa, suy từ chắc chắn kỹ càng, tinh tấn tù học, chóng chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng bồ đà thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát đứng vào bát nhã ba làng mật đa sâu xa suy tư chắc chắn kỹ càng tinh tấn tu học trải qua một ngày đêm công đức đạt được vượt hơn các bồ tát xa lìa bát nhã ba làng mật đa sâu xa trải qua hàng hà sa số đại kiếp công đức bố thí vô lượng vô biên này thiện hiện nếu đại bồ tát đường vào bát nhã ba la mật đa sâu xa suy từ chắc chắn kỹ càng tinh tấn tu học trải qua một ngày đêm công đức đạt được vượt hơn các bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa trải qua hàng hà xa số đại kiếp đem các vật cúng dường các bậc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai công đức bố thí vô lượng vô biên này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ Trải qua một ngày đêm tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa bát nhã và làm mật đa sâu xa. Trải qua hàng hà sau số đại kiếp, tinh tấn tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã, công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã và làm mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm đem phát vi diệu bố thí cho các hữu tình, công đức đạt Đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa địa bát nhã, ba la mật đa sâu xa, trải qua hàng hà xa số đại kiếp, đem pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình, công thức đạt được vô lượng vô biên này thiện hiện nếu đại bồ tát nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ trải qua một ngày đêm tu 37 pháp phần bồ đề và các căn lành khác công đức đạt được hơn các bồ tát xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa trải qua hàng hà ra số đại kiếp tu 37 pháp phần bồ đề và các căn lành khác công đức đạt được vô lượng vô biên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào bát nhã và làm mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm tu hành các thứ tài thí và pháp thí ở chỗ vắng vẻ, trách niệm tư duy, trước đã tu các loại phước đức nghiệp, cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Công đức đạt được vượt hơn các bồ tát xa địa Bát nhã và làm bạch đa sâu xa, trải qua hàng hà sa số đại kiếp tu hành, các thứ tài thí và pháp thí ở chỗ vắng vẻ chánh niệm tư duy, trước đã tu hành các loại phước đức nghiệp cho các hữu tình một cách bình đẳng và cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Công đức đạt được vô lượng vô biên. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát nương vào bát nhã và làm mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, trải qua một ngày đêm duyên khắp công đức căn lành của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử ba đời, hòa hợp tương xứng hiện tiền tùy hỷ cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà công đức đạt được vượt hơn các Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, trải qua hàng hà sa số đại kiếp duyên khắp công đức căn lành của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử ba đời, hòa hợp tương xứng hiện tiền tùy hỷ cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, công đức đạt được vô lượng vô biên. Hết quyển thứ 549.